Hội nông dân huyện Nho Quan vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022, sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Giai đoạn 2017-2022, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững được các cấp hội nông dân huyện tích cực triển khai nề nếp, thiết thực, hiệu quả. Tính đến cuối năm 2021, đã có hơn 70.000 hộ nông dân đăng ký, hộ nông dân giỏi các cấp, trong đó có trên 23.000 hộ đạt. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã giúp 157 hộ vươn lên thoát nghèo, vận động thành lập 21 hợp tác xã, 41 tổ hợp tác và 33 tổ hội nghề nghiệp, tổ chức được 87 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 13.000 lượt hội viên. Đến nay đã phối hợp và trực tiếp huy động các nguồn vốn cho 15.978 lượt hộ vay để sản xuất kinh doanh. Giai đoạn 2022-2028, Hội Nông dân Nho Quan tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước đưa sản phẩm được chứng nhận Việt Gáp, OCOP, từng bước mở rộng quy mô tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, phấn đấu có trên 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Tại hội nghị, Hội Nông dân huyện cũng đã sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2022 đề ra. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022.